Cái gì? Đứng đây, đứng đây. Sao anh? Bây giờ em lặng lẽ nhìn sang bên trái, à, bên phải nhầm là sao quay. Trời ơi, cái có gì, gì không? Đang ngủ mà. Bên này nè, quay lên tao luôn coi nhìn kìa. Ôi, cái gì mà quá giật tùm lum vậy? Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vụ ở quên nhầm. Hôm nay không phải là series Vụ Mất Chết, mà là hôm nay bọn mình sẽ thực hiện thử thách cắm trại. Yeah. Thì như lần trước anh em nhớ không, thì bọn mình đã đi cắm trại ở dưới biển rồi. Và có rất là nhiều bạn yêu thích và muốn mình đi cắm trại ở nhiều nơi khác. Chẳng hạn như là các... Ủa, hai người này đang làm gì? Hả hả? Hai con mắm này làm gì vậy? Hả? Dạ, người ta lên quay. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay hả? Quay hả? Ok. Thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi cắm trại ở một địa điểm rất là đặc biệt luôn anh em ơi. Và anh em biết ở đâu đúng không? Đúng, anh em chỉ cần đọc tiêu đề là anh em cũng đã biết là bọn mình sẽ cắm trại ở đâu rồi đúng không nào? Thì bọn mình sẽ cắm trại ở dưới địa ngục. Yeah. Ok, không nói nhiều nữa, bắt đầu vào video hay nào. Ta ba. Ok anh em ơi, thì bọn mình đã chuẩn bị ra ở đây là hai cái rương rồi nè. Thì cái rương này là dành cho ba bọn mình đó, có màu xanh nè, màu vàng với màu hồng, đúng màu của cái thành viên trong bộ ba bá đạo luôn. Thì mọi người hãy lấy cái màu riêng cho mọi người đi nào. Đây, bàn ghế rồi nè, rồi cửa nè, đó, rồi lò nướng nè, kiếm nè, đó. Rồi. Đủ chưa? Được, ok rồi. Rồi. Vậy còn đây, còn đây là cái rương của riêng mình nha anh em, bởi vì mình là người quay video cho nên với lại là mình là cái người mời anh Vịt với lại Timmy đi cắm trại cho nên là mình sẽ phải là cái người mà phải chuẩn bị hết mọi thứ cho mọi người đó. Xây cổng địa ngục. Timmy. Vậy. Rương riêng của Phong toàn phân. Ủa, phân này là để trồng cây đó cho mọi người có được một buổi cắm trại thường thường. Anh biết sao mình cắm trại là mình em không có thích cái kiểu mà đi cắm trại mà mang đủ thứ đồ hộp đồ gì mang theo ăn thì không có vui. Ông không biết là gọi là sao ta, ở dưới giờ nãy cắm trại địa ngục đúng không, dưới địa ngục đâu có được làm mấy đó đâu. Được, tôi chuẩn bị được hết, mọi người cứ yên tâm đó. Trong địa ngục nè, dưới địa ngục làm gì trồng cây được ba? Được, trời ơi, cứ im lặng nghe theo tôi đi. Mình đi cắm trại một lúc thôi mà em đòi em đợi cây chín rồi, cây lớn em mới thu hoạch thì biết đến bao giờ. Bởi vậy em mới mang theo phân nè, trời ơi, sao mọi người không chịu, không chịu nghĩ hết vậy. Hợp lý, ok. Không có động não gì hết trơn. Ủa, sao vậy? Có cái đảo kìa. Thì cái đảo đó để bọn mình cắm trại đó, giờ mình dùng móc leo mình bay qua đi. Ok. Có được con đảo bên này luôn hả, hay vậy? Qua đi nhanh lên, trời ơi, có bả nút kìa. Trên ngắn mà ứng quá xịt khó. Vô trời này thì tung xuống nè. Trời khỏi. Ông làm tôi rớt không như tôi chết là tôi. Ok, đây chính là cái hòn đảo để bọn mình cắm trại nè anh em ơi. Anh em thấy cái hòn đảo này có giống như là chúng ta đang ở trên một cái hòn đảo trên bãi biển không nào? Xuống dưới bơi đi anh Vịt, bơi đi. Bơi đi anh ơi, xuống dưới bơi đi. Ok, em xin lỗi mà em xin lỗi. Ok, chúng ta xây nhà đi nào. Xây cái lều để cắm trại á. Ơi cái cây hả? Cái cây này là để trang trí nha anh, đừng có chặt nha anh. Cái cây này là để trang trí á. Ok rồi, mình xây cái lều để cắm trại đi nào. Để mình xây nha. Ok. Trời, thanh niên này vô văn hóa đi cắm trại không chịu cắm trại mà ngủ đi. Cắm trại đi trời. Nha. Nhìn nha, hòn đảo có một xíu. Rồi một thằng xanh ở một bên, một đứa hồng ở bên người ta. Ôi ơi, Timmy xây nhỏ nhỏ thôi, đừng xây bự quá, xây bự quá rồi hết đất người ta thì còn gì đâu mà xây. Anh xây bên đây nè, anh xây bên đây nè, xây nhỏ nhỏ thôi cho mình đủ sống là được rồi, không cần phải xây bự đâu. Ok. Nhưng mà tôi thích xây bự cho tôi à. Bà xây bự vậy bà xuống trong nhà mà bà sống nha. Thôi kỳ cục. Bà mới kỳ cục á, tự nhiên cái hòn đảo chút xíu rồi mà đòi xây bự. Rồi anh xây xong rồi á. Nhà của anh Vịt, nhà anh Vịt giống cái phòng xí công cộng vậy anh. Xây bự bự lên. Châu Âu mình kêu nhà sĩ công cộng toilet mày vừa vừa quá dữ mà không nghe châu Âu nữa hả, nên phong cách châu Âu nữa. Trời ơi, thì nhà tính ra thì cái nhà xây cũng dễ thôi. Đây, ủa mọi người có biết cái này là gì không? Cái này chính là cánh cửa nha mọi người, đừng có tưởng này là cửa sổ nha, cái này là cánh cửa đó. À, thế nào Phong không nói cánh cửa tưởng cửa sổ thì ok rồi, xong bây giờ chỉ cần là chúng ta sẽ quên chừa lại nữa, tôi sẽ lắp lại này. Mọi người có lấy được bóng đèn đồ gì hết chưa? Bóng đèn hả? Có lấy rồi. Ok, em cũng có bóng đèn rồi, giờ em sẽ trang trí đèn vào trước nhà em. Bọn mình cảm thấy nó kỳ kỳ sao ta? Ta-da! Trời ơi, sao nhà mà Timmy bự vậy? Nhà em, anh phải thấy không? Nhỏ gọn nhưng mà nhìn y như là, nhìn rất là sang trọng luôn, thấy không? Đó. Đúng rồi, nhìn trông sang chảnh đó, nhìn y có toilet. Ê Timmy, còn không qua ở chúng tôi nè. Thôi, tôi không cần, tôi ở đây được rồi. Em bỏ thêm cái bóng đèn vào trên đây nữa. Đó, trời ơi. Ủa sao mình không có cái giường vậy?
mình đi cắm trại mình đâu có ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất luôn cho nó đẹp, cho lộn cho nó rồi sao ta, cho nó dân giả hiểu không, đi cắm trại là phải chịu khổ khổ cực cực xíu hiểu không. Ủa mà đặt cái gì ta, đặt cái giường ở dưới địa ngục ở đây có nổ bắn tàn bắn như Minecraft ta? Em cũng không biết nữa, lỡ mình ngủ nó nổ cái chắc banh người. Không nhưng mà anh biết sao, bởi vì là em muốn chúng ta sẽ cắm trại mà chúng ta sẽ tự kiếm thức ăn, tự sống cho nó dân dã cho nó sướng, chứ chúng ta mà mang theo thức ăn, mang theo đồ hộp đồ thì nó không có gì vui hết à. Cho nên là em muốn là mọi người sẽ phải tự đi kiếm thức ăn rồi cho nó vui hiểu không? Đó. Đúng rồi. Để em làm một cái lửa trại cho mọi người nha. Làm đâu vậy ta? Hai chỗ này. Thôi mình làm ở trước nhà Timmy đi cho cháy nhà luôn. Ôi đùa. Đây đó, trời ơi. Đào xuống nè. Trời ơi, đơn giản. Giờ sao vậy? Cái cửa này khó vô quá. Ê, không, tôi nói nghe nè, tôi không có đặt cái này được, ông đặt giùm tôi đi. Đặt gì? À, đây, tôi đặt cho. Rồi, vô nhà tôi đặt ở trên này cái, đúng rồi. Rồi đó, sau đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xây lửa trại cho anh em nha. Đây, mình đã chuẩn bị một xô dung nham, một xô cát tinh một cái cát tinh thải và gạch nữa nè. Đó, trời ơi, mình chuẩn bị hết anh em ơi. Đã rủ mọi người đi là mình phải chuẩn bị đầy đủ đồ cho mọi người hết. Đó, thôi. Không cần chầm chầm. Nói gì vậy dịch? Chầm chầm. Thảo gì đây, em xây cắm trại đàng hoàng cho mọi người. Đó, dung nham nè. Đổ dung nham lên nè. Chảy lên đó, chảy lên này, thấy không? Trời ơi, đẹp phải nồi. Bánh gato để ăn chung hay ăn riêng vậy? Dạ sao anh? Bánh gato ăn chung ăn riêng vậy? Bánh gato để mình ăn chung đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái bàn ở đây, chúng ta làm một cái chỗ chúng ta ngồi. Cái này là lửa chạy nè. Ủa chứ không phải đặt cái bàn trong nhà. Còn không, đặt cái bàn trong nhà cũng được, tại nhiều mà, lo gì. Ok. Đây đặt cái bàn. Ủa lửa chạy, chạy bông rồi. Gì anh vậy? Cái này là lửa chạy mà. Dịch nướng. Nè, anh thấy không nè, cháy lên nè, thấy không? Không, tôi nghe nói là ở bên làng vui vẻ của ông dịch á, nông trại vui vẻ của ổng có gọi là gì ta? À, có cái bệnh viện á, giờ mình đưa ổng vô động lại đi Phong ơi. Vậy đi chứ thấy ổng cũng khùng. Ủa? Ai rồi đây, chúng ta sẽ để ghế cho chúng ta ngồi nè. Đó thôi. Đứng vô chứ. Rồi xong. Trời ơi. Dập lửa. Dập lửa. Ok rồi, dập lửa. Ôi xin lỗi. Đừng có đứng vô nữa, đây là lửa cháy nè, thấy không? Cứ đứng vô hoài. Đã biết là cháy rồi cứ đứng vô hoài. Ờ để em đập ở luôn đi. Đó, cho khỏi ba dám bước vô luôn. Thôi như kiểu là mình để lên cho nó giống lửa chạy hơn á. Thì vô ngồi vô. Đó, cái này là cái chỗ để mình cắm trại đây. Đó. Ồ mà lấy gì, có một cái bánh kem vậy hay mình để bánh kem bên đây coi. Bánh kem nướng. Anh thích bánh kem nướng nè mình. Được rồi, có chín được không? Chín được. Ờ qua nữa, đúng rồi, sẵn ở trên mình sẽ trồng lúa cho mọi người để mọi người có bánh mì, có đồ ăn dưới đây. Mọi người có biết là dưới địa ngục á thì sẽ không đổ nước ra được đúng không nào? Nhưng mà mình có cách để có thể đổ nước xuống địa ngục được, đơn giản lắm, rất là đơn giản luôn. Ôi, ông xạo trời, làm gì nước mà đổ ra được? Dưới địa ngục xạo. Được cái sao không được, tại vì bà nuốt chứ bà không biết thôi. Đây nè, coi tôi làm nè, đây từ từ. Em nói nghe nè, nói sai tiếng Anh là người ta là nút chứ không phải là nuốt. Tôi hết nói vậy được, vô duyên quá. Ok rồi, chúng ta sẽ bỏ thêm một cái máy bắn ở dưới đây. Trời ơi, đơn giản như đang giỡn luôn. Mình sẽ bỏ nước vào nè. Mình cần một cái nút, mình không có nút rồi. Mình sẽ đi mình lấy chặt đỡ cái cây này ra vậy. Tôi nói lâu rồi, cái này là cây làm cảnh đó. Cây làm cảnh, cây để cần giữ gì, bảo tồn thiên nhiên, động vật gì đó. Cãi tôi, trời ơi, tôi thích được không, trời. Đây mình. Thôi để tôi giúp đỡ một bé, tôi sẽ chặt hết cái cây giùm. Ôi cái cây gỗ này mình cần lắm á nha, đừng có chặt hết nha. Là dưới đây đâu có gỗ đâu, mình phải cần có gỗ để mình dùng á. Đặt đâu giờ, đặt cái nút này. Tôi lượm được cái cây ăn quả này, giờ tôi trồng xuống đất lại nha. Đây có cái sản nè, nè. Rồi trồng đi. Anh Thịt. Coi à. Coi đều cây diệu nè, bấm nè. Đó, nước chảy nè, thấy không? Đúng rồi, Timmy, bà đưa cho tôi cái gỗ đi, tôi làm cái xà cái gì cái sản cái đã tôi làm cái cuốc chứ. Tôi quên mấy cái cuốc rồi. Tôi chưa có chặt ba ơi, đưa phân cho tôi. Ủa chưa hả? Sao cái lúc mà mình xuống người ta khuyên mình không nên chặt cây mà giờ chúng nó chặt quá trời đất ta. Cái gì đó sao? Chặt phụ tôi, thấy giờ tôi mang theo phân là có ý định hết, thấy không? Trời. Rồi cái bàn chế tạo tôi sẽ đặt ra ở đây đi. Ok rồi, để mình làm một cây gì ta, cái cuốc mới đúng nhầm.
chế tạo nè. À, đây là một cái cuốc gỗ này nè. Đó, trời ơi, đơn giản. Ông làm cái gì vậy Vinh? Chặt bớt lá cây cho nó đỡ vướng. Rồi xong, không còn cái cây nào luôn. Sao không còn cái cây nào? Tôi có hai cái cây nè. Chưa mầm cây lại nha anh. Nè, à, đây. Okay, hai cây, hai mầm lại mấy ba lụm đi. Rồi, ok. Lúa nè. À, dưa hấu nè. Ờ, à, trời ơi. Thôi mọi người thấy không, ở dưới địa ngục vẫn có thể mà trồng lúa được, anh em thấy mình thông minh không? Phong Cận mà, giáo sư Phong Cận mà, nghĩ sao vậy? Ủa sao trồng lúa vậy? Mấy ông có nghe cái tiếng gì đó ghê ghê không? Nghe cái ai vừa nổi hết luôn á. Kìa bên kia quái quá vật không kìa, cái tiếng nó kêu đúng rồi, đó thấy không? Tí nữa nó mập sẽ mập dưa hấu rồi chúng ta tha hồ ăn luôn, ha ha, vậy. Bây giờ tôi nhìn qua con người đồng đất, con nó bay qua đây không nha, hey, hello, ê. Nó tào lao quá à, nó không bay qua đây đâu. Ờ đây đây, để mình lấy lúa. Sẵn giùm tôi hai cây đất lên đi, tôi trồng cây nè. Đâu đâu đây. Qua đây. Ê, trồng qua bên đây. Ôi dưa hấu mọc rồi nè. Nó mọc nhanh đâu bên mình. Hả chưa, ở dưới địa ngục mà cũng trồng dưa hấu được là có dưa hấu ăn rồi, thấy không trời. Cái này nãy em thấy trồng cái gì mà sao giờ trồng ngoác vậy? Em à, mới trồng lúa. Đây, ờ này phân nè. Cho tôi phân đi. Đó. Rồi, okay. Em trồng lúa để em làm bánh mì cho mọi người á. Đây em trồng xong em gặt rồi em lấy bánh mì cho mọi người ăn nè, thấy không? Mình đâu. Ok bạn, thì ở dưới địa ngục sống vẫn được nha bạn. Ở dưới địa ngục không chết nha bạn. Dạ. Thấy không? Cái chảy dưa hấu này có thu hoạch không Phong? Thu hoạch luôn đi anh, chứ giờ mà dưa hấu mọc lên để mình ăn mà, chứ mình để làm gì? Đây, chúng ta có thể làm được bánh mì nè mọi người ơi. Đó, ok, có dưa hấu chưa? Mọi người có dưa hấu chưa? Mình chuẩn bị dưa hấu đồ gì xong mình vô bàn mình để lên mình ăn chung với nhau nào. À, đem nè, có dưa hấu nè. Đem chuẩn bị một cái bàn thật là bự luôn cho mọi người tha, để mọi người để đồ ăn lên trên bàn đó. Ờ à, cái dưa hấu bà chừa ở đây, bà chừa tí nữa bà làm thành một. Ê, quả dưa hấu bự mình, luôn. Mình cái cây nó mọc hết rồi kìa. Ờ thì cây mọc rồi đó, trời ơi. Ở dưới địa ngục mà trồng cây được, anh em thấy không? Giáo sư Phong Cận mà, nghĩ sao vậy? Cái này đâu có làm khó Phong được. Đây, đó, đã có bánh kem rồi nè. À, có thêm bánh mì nè, dưa hấu nữa nè. Mà dưa hấu để mình làm thành một quả luôn đi cho chắc ăn. Ok, đứng đây chờ dưa hấu nó mọc thêm nha anh em. Ông qua ghế đi, tôi ngồi bên đây cho. Ông qua ghế đây. Cái nhau ghế đi. Trời ơi, có cái ghế mà tranh giành ngoài. Rồi, cây, rồi, cây. Trời, không thấy mình được. Ok, mình nhảy lên bàn luôn. Từ, nhảy lên bàn. Ok, trời tào lao không, tào lao không. Ok mà mọi người nhập tiệc ở nha. Ok ăn thế nào, ăn xong đi ngủ nè. Trời đói bụng luôn. Ê tao chưa kịp ăn miếng nào. Ê tính ra là em chưa kịp ăn miếng bánh kem rồi luôn anh Bịch. Hồi dư văn quá các bạn đi, dư văn quá thiệt chứ mày đi. Người ta có hai cái bánh kem à, rồi bà lấy xuống trong nhà luôn anh. Ok thôi cứ cãi đi chứ mình còn quả dưa hấu anh Bịch ơi. Trời mệt quá. Ở dưới này tôi thấy có cái bộ xương nó biết đi nè mấy bà. Ghê vậy? Có luôn hả? Ghê vậy? Có, dưới này có bộ xương. Bà lên cái móc leo, bà leo lên, bà bơi à, gì vậy? Cãi cãi mà thôi anh em mà đi ngủ anh ơi. Ờ em mang hết miếng dưa hấu rồi, em cho anh Vịt cái này, anh Vịt ăn đi. Ê, bà có cái móc leo mà nhìn bà leo lên khổ không Phong? Cãi bả đi anh, thôi mình đi ngủ nè, trời ơi mọi người lộn xộn quá, đi ngủ. Đi ngủ đi ngủ đi. Ủa, trời. Ai bây giờ người đấy? Ủa. Ok anh em ơi, bọn mình đã có một buổi cắm trại cực kỳ vui rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi ngủ nha, rồi sáng hôm sau sẽ gặp lại anh em nha. Ok, trời ơi đi ngủ em buồn ngủ quá. Ha. Nằm xuống rồi đó. Thôi, ngủ. Hay. Phong ơi, Phong. Ê, cái gì vậy anh Dịch? Sao mà em mệt. Trời ơi, bảy rồi, bảy rồi. Lộn xộn quá à. Chạy mông tiếp đây coi. Cái gì? Đứng đây đi. Đây. Sao anh? Bây giờ em lặng lẽ nhìn sang bên trái, à, bên phải nhầm đằng sau quay. Trời ơi, cái có gì không? Đang ngủ mà. Bên này nè, quay lên tao luôn coi nhìn kìa. Ôi, cái gì mà quái vật tùm lum vậy? Rồi xong anh em coi bật nó bu mà nhìn kìa. Nhìn nó bu đâu không bu nữa, xung quanh tứ phía cũng bu luôn cái cổng về rồi sao giờ vậy? Ôi vậy sao mình về lại được mặt đất được anh Vịt? Trời ơi, giờ sao? Thôi bây giờ anh có kế hoạch này rồi, anh biết cách để đi về rồi. Bây giờ anh và em hai tay, mỗi thằng hai tay chân bê Timmy rồi ném qua cho chúng nó ăn thịt Timmy rồi anh em về. Đúng rồi. Quá đáng. Ờ thôi vậy bây giờ sao giờ, đừng có lộn xộn nữa mà. Một người vì mọi người mà. Bây giờ mình giết đây, nguyên bài. Bà nghĩ là trong người chúng ta chỉ có mỗi cái kiếm này thôi à. Đâu có giáp, đâu có gì đâu, sao giết nó được. Trời ơi mấy người đúng nói rồi. Nghe bình thường vậy. Qua kia hai cái tay nó đấm vô cái tét cái đầu bà. Thôi giờ sao? Bây giờ mình sẽ không đánh với nó mà mình sẽ thức dậy rồi bây giờ mình nhào vô cái cửa là mình về tới nhà liền. Ok không? Sao bà nghĩ bà bay qua kịp, chắc có con mấy con bắn cung nữa kìa, nó bắn mình chậm mày, lại. Rồi có thêm mấy con kia nó bay vô đập. Thôi bây giờ đây nói rồi không nghe, bây giờ Phong ra mỗi người tay chân là em ơi.
Ok rồi, ok, giờ mình mỗi mỗi người nắm tay nắm chân Timmy quăng qua cho mấy con quái vật nó ăn thịt nè Timmy, còn một mình chề. Không gì, hy sinh đi. Ôi thôi giờ mệt quá. Bây giờ chỉ còn Timmy anh đào đất anh. Thôi bây giờ anh dịch đi, bây giờ chỉ còn cách là anh em mình đào đất xuống dưới mà chôn ơi, mà trốn anh Vịt ơi, trốn ơi, không được rồi, trốn. Từ chết rồi. Trốn ơi, kiểu này là sống không nổi rồi, trốn. Anh nghe nè, mấy ông có thấy cái đường không? À, chốt ơi, ủa cái đường gì đây, để coi. Ôi, oh my god. Gì Phong? Ê, cái này quen lắm nha. Ê, ông này nè, ông này nè, cái cây cây này tôi biết rồi. Biết cái này đâu rồi, bà biết cái này đâu không? Không. Tôi không biết luôn. Chết luôn. Rồi xong chết luôn. Cây này là cây chính là một cây kiếm kinh khủng khiếp ở trong vùng đó, chết này. Đúng rồi, có bạn nào mà theo mà có theo dõi kênh YouTube của mình đó thì chắc chắn là các bạn sẽ biết được cái cây kiếm này đó, thấy không? Cây kiếm này chính là cây kiếm ở trong vùng đất chết nè đó. Bây giờ mà bây giờ sao? Bây giờ tôi đánh bay mọi người qua kia ha. Tào lao rồi, giờ lao. Mình đánh bay mấy con quái vật chứ đánh bay mọi người là sao? Tào lao à, lộn xộn quá. Vô. Bây giờ mình phải đánh chết mấy con này xong mình mới về được. Mọi người tránh nhau ra nha, coi chừng đánh trúng nhau á. Ông chết nè. Ủa? Mình lấy chém chúng mình. Mình chết mà mất tôi bị chết rồi. Mình chém chúng mình bị mọi người tránh sai mà đem chém cho, để chém cho. Này nè, trời ơi. Thôi bây giờ mình còn cách là mình qua, cái kiếm này cũng mạnh lắm, mình qua mình đập vào nó hay anh Vịt ơi. Ủa, mình phải qua rồi, bê đây con trai, hai thằng con trai này, bây giờ phải để Timmy đi trước. Đúng rồi, Timmy qua đánh chơi. Hả gì qua lẹ. Chết. Ủa sao giết chưa ghê? Sao giết chết rồi? Ôi từ từ. Giết. Để tôi. Tôi lật mà tìm mà sao tôi mà sao anh nghĩ là mỗi khi mà mỗi Phong cả Timmy có cái kiếm đấy là anh sẽ người bị giết nhiều nhất. Ủa mà tính ra là em tự đâm đầu xuống trong nham chứ đâu có ai đánh em đâu. Rồi ok rồi. Ôi trời ơi, về nhanh. Về nhanh. Về. Thôi về đâu rồi này, về nhanh đi, nó nhiều quá. Vô. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua cái kênh YouTube của Bộ Ba Bá Đạo để subscribe ủng hộ cho Bộ Ba Bá Đạo nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi.